hai các bạn gần đây có rất là nhiều cô bác anh chị em nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình hỏi cái cách tưới nước cho cây táo tàu khi mà cây táo tàu đang ra hoa thì vẫn như à, lần trước mình đã chia sẻ cái cách tưới nước cho cây táo tàu ở một cái video khác thì video này mình xin chia sẻ chi tiết hơn là à, vào mùa xuân khi mà cây táo tàu bắt đầu thức dậy tức là ra chồi lá là mình đã bắt đầu mình tưới nước cho cây táo tàu à, rất là nhiều so với vào mùa đông cũng như vào mùa thu thì cái cách tưới nước của mình như sau là à, mỗi cái gốc cây táo tàu á là mình sẽ đứng mình tưới nước à, vòng quanh cái gốc cây táo tàu cũng như các bạn thấy á là mình đứng tưới ít nhất là 5 phút và khi mà mình tưới đẫm 5 phút á, thì tầm 2 ngày mình sẽ tưới lại một lần còn bữa nào mà mình rảnh mình đứng đó mình làm cái này làm cái kia có khi mình tưới nước cho cây táo tàu lên tới 10 phút thì khi mà mình tưới đẫm cho cây táo tàu à, trong tầm khoảng 10 phút á, thì tầm khoảng 3 ngày mình sẽ tưới cho nước cho cây táo tàu một lần và cái cách tưới nước cho cây táo tàu như thế này mình áp dụng cho cây táo tàu từ khi nó mới thức dậy cho tới khi cái trái của nó lớn luôn và trước khi mà mình hái cái trái nó ăn á mình thu hoạch cái trái táo tàu thì mình sẽ ngưng tưới nước tầm khoảng 5 tới sáu ngày để cho cái trái nó được ngọt hơn và với cô bác đã lớn tuổi mà không thể đứng lâu À, như là mình đứng mỗi gốc cây tưới từ 5 đến 10 phút á Thì cô bác có thể tưới vòng quanh gốc cây à, Như mình chia sẻ à, Trong vòng 1 phút thôi Nhưng mà phải tưới mỗi ngày Thì với cái cách tưới này sẽ giúp cho cây táo tàu khỏe mạnh Và đậu được nhiều trái à, Bởi bản thân cây táo tàu nó rất là thích nước Và khi mà mình quay cái à, cách mình tưới nước Thì chắc chắn mọi người sẽ hỏi là ở dưới đất á Dưới à, đất của cây táo tạo là cái gì đó là cái trái cam với lại cái hũ mình làm phân hữu cơ trái cam thì để à, dụ quến những cái con đen đen nó lại nó giúp cho cây táo tạo của mình thủ phấn được nhiều hơn thay vì lúc trước là mình chia sẻ với các bạn là mình dùng chuối á, nhưng mà vừa qua nhà mình có vài trái cam không có ăn thành ra mình cắt ra mình để đó để mà mình dẫn dụ những cái con đó đến thủ phấn cho cây táo tàu cũng như cái thùng mà đen có nắp vàng này là thùng mình để làm phân hữu cơ từ rác nhà bếp thì ở trong vườn thì mình để dứt gốc cây như vậy bởi vì cái thùng có đục lỗ thì khi mình làm cái phân hữu cơ thì những cái chất cái nước từ cái thùng nó chảy ra nó thấm xuống dưới đất thì sẽ tốt cho cây và việc tưới đẫm nước táo tàu như mình mới vừa chia sẻ bên cạnh giúp cho cây táo tàu to bự, khỏe mạnh, đậu được nhiều trái thì nó còn giúp cho rễ của táo tàu không lan đi xa khắp vườn như những người khác đang trồng bởi vì rễ táo tàu nó chỉ lan đi xa để nó tìm nguồn nước khi mà bản thân của nó không được cung cấp đủ nước và sau mỗi lần mà mình tưới ướt đậm cái gốc cây táo tàu mình sẽ cho cái vòi nước cao hơn cũng như mình sẽ đứng xa hơn sau đó dặn nước và tưới phủ trùm lên cây táo tàu với các tốc độ giống như là mình phun xương vậy đó các bạn trong tầm khoảng 10 giây sau đó mình sẽ di chuyển đến một cây táo tàu khác và làm tương tự giống như vậy thì với cách này mình sẽ giúp cho cây táo tàu có độ ẩm nhất định hoa nó không có dễ bị khô và từ đó cây táo tàu sẽ dễ đậu trái được nhiều hơn và trong trường hợp cây táo tàu không có hoa hoặc là cây táo tàu đang ra trái đậu trái thì sau mỗi lần mà tưới nước cho gốc cây táo tàu mình vẫn đưa cái vòi nước cao lên và mình vặn cái tốc độ mạnh hơn so với khi mà cây táo tàu đang có hoa và mình tưới tắm toàn bộ cây táo tàu trong thời gian lâu hơn cũng như là mạnh hơn so với cái thời điểm cây táo tàu có hoa để cho cây táo tàu được tắm mát cũng như các bạn biết bên cạnh mà cái bộ rễ nó hút nước, nó nuôi dưỡng cây thì thân cây táo tàu cũng như lá cây táo tàu cũng có thể hút nước để mà nuôi dưỡng cây thì với cái việc tắm táp cho cây táo tàu tươi mát thì cũng sẽ một phần giúp cho cây táo tàu tươi khỏe, khỏe mạnh và đợt sau sẽ cho mình ra bông, ra trái nhiều hơn. Và cũng như ban đầu mình đã chia sẻ các bạn nhớ lưu ý là cái việc tưới tắm cho cây táo tàu mình chỉ áp dụng vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu thôi nha các bạn. Vào mùa đông thì thường là từ một tuần cho tới 10 ngày mình mới tưới nước cho cây táo tàu một lần. Cũng như vào mùa đông khi mà cây ngủ thì mình khi mà tưới cho cây táo tàu là mình không có tắm cho nó, mình chỉ tưới dưới gốc mà thôi. Và đây là kết quả hiện tại trong vườn của mình sau những ngày mà tưới nước cần mẫn nè các bạn Thấy đã không? Bây giờ hầu như là à, chùm nào nó cũng đậu đầy trái như vậy nè các bạn Nhìn thích ơi là thích luôn Với cái chia sẻ nhỏ về cách à, tưới nước cho cây táo tàu này Mình hy vọng à, năm nay cô bác anh chị em nào có trồng cây táo tàu Đều sẽ có những cây táo tàu À, sai trái, triểu cành giống như nhà của mình nha Cảm ơn tất cả cô bác anh chị em đã luôn quan tâm và theo dõi video của mình Bye